Như vậy lãnh đạo lúc này nó nhấn gây ảnh hưởng. Nhưng mà gây ảnh hưởng bằng cách nào? Bằng cách thí dụ luộc lỗ tai. Giai đoạn 2, lãnh đạo lúc này chuyển sang một nền tảng có tính cách mạng. Cái chữ cách mạng chỉ được dùng khi nó xảy ra 180 độ nhé. Nó ngược lại 100% thì mới gọi là cách mạng. Thế nên cách mạng 4.0, các bạn rất chú ý chữ 4.0 mà các bạn lại quên chữ cách mạng. Cách mạng tháng 8 chúng ta chuyển cả một chế độ, từ đây là thế này thì mới gọi là cách mạng. Và chữ lãnh đạo được chuyển sang một giai đoạn cực kỳ cách mạng, tức là nó bỏ hẳn cái áp bức đi, bỏ hẳn cái đập đi, mày không bỏ mày chết. Và từ đây trở đi thì nó đặt ra một cái nền hoàn toàn khác. Và cái mốc của nó là sau năm 1930. Và nó bỏ chữ áp đặt, nhưng nó lại chưa đạt chữ hoàn chỉnh, cho nên nó chỉ tồn tại có 20 năm thôi, tạo ra bước cách mạng nhé. Yeah. Lãnh đạo lúc này nó làm sai bảo, nhưng lúc này không sai bằng cơ bắp nữa, sai bằng cách mà không hiểu tại sao nó cứ lẽo đẽo theo mình. Cho nên biểu tượng của thằng lãnh đạo là nó đi trước, nó cầm cái quạt như Khổng Minh nó đi, sau đấy hàng nghìn người đi theo đó. Nó đi sang này cũng đi mà không hiểu tại sao đi, nó gây ảnh hưởng. Còn ngày xưa cũng đi, ta đập mình chết các bạn ạ. Và như vậy nó cứ phẩy tay thế này là bọn đằng sau đi theo. Còn cái thằng quản lý, cái thằng quản trị ấy, hình tượng là đi đằng sau đít đám đông xong đẩy. Đó là sự khác biệt giữa thằng quản lý và thằng lãnh đạo. Tí nữa chúng ta sẽ phân biệt cho bằng được. Ở nhà các bạn đang là nhà quản lý với tư cách kẻ quản gia, hay các bạn là nhà lãnh đạo? Mà thằng Đứng nó cũng lãnh đạo, thực ra con vợ lãnh đạo, nhưng nó nhường cái bề mặt cho bạn, nhưng cái lõi vấn đề là nó. Hai đứa bạn nhau mua cái nhà, bạn cho nó oai thôi, chứ đa số nó có hết rồi. Xong nó đi nó nói với mẹ chồng, anh ấy bảo mua rồi chứ còn có biết cái gì đâu, đúng không? Hả? Đúng thầy ạ. Tôi chốt cái nhà cho vợ tôi, xong lấy cái nhà thứ hai. Cái nhà thứ nhất tất cả là 100% yêu cầu cái gì anh làm nô lệ cho em. Còn đến nhà thứ hai thì cấm tuyệt, đừng can thiệp. Ok, thế xong hẳn đi. Nhưng tốt nhất là lãnh đạo cả hai nhà mới gọi là ngon. Và cái sự gây ảnh hưởng nó cứ thâm dần, thâm dần, thâm. Và bây giờ nó thâm đến mức thằng bị lãnh đạo là trình độ toàn tiến sĩ mà đi bênh cái thằng bóc lột mình, ông thì nó siêu đến mức ấy. Thì đấy mới gọi là lãnh đạo. Nó cứ đi đâu các chú đi theo đấy, đuổi không này. Còn cái thằng quản trị đẩy, đẩy chết, gào thét hùng hổ. Cái thằng quản đốc phân xưởng các bạn. Vậy thì bây giờ nó nhấn mạnh khả năng gây ảnh hưởng. Vậy thằng nào khả năng cơ bắp tốt, não tốt thì thằng ấy lãnh đạo. Đấy là giai đoạn 1. Còn thằng nào khả năng cái gì thao túng tâm lý tốt thì thằng ấy lãnh đạo được, không bánh phát nào. Nó thuộc khả năng, nó thuộc khả năng. Khả năng đó tí nữa cho ta thấy hoặc là bẩm sinh hoặc là đi học. Nhưng không có khả năng đó các bạn không giàu đâu, vì các bạn làm cân lực, các bạn chỉ ăn lợi nhuận trên cái sức các bạn thôi. Còn đằng này nó ăn trên sức hàng nghìn người cơ. Và sắp sửa thế giới sẽ có người giàu 1000 tỷ đô các bạn ạ. Mà 1000 tỷ đô thì nó tương đương với một quốc gia trung bình. Và xã hội đã phải đối mặt với tình trạng này, vì vừa rồi sau dịch tất cả các tỷ phú độ giàu tăng đều gấp đôi cả trở lên các bạn ạ. Vì khó khăn, cái khốn nạn của chúng mày là cơ hội làm ăn của bố mày. Và sắp sửa chỉ còn nhất 1 tỷ nữa thôi. Với AI thì chắc chắn có xe thằng là 1000 tỷ. Mà khi 1000 tỷ thì chắc chắn nó chi phối toàn bộ. Rất nhiều cái báo động của xã hội hiện đại, nó giàu đến mức ấy cơ. Vì nó đi đâu là đi theo đâu, ở gì làm đâu, lãnh đạo siêu gì. nhưng cuối cùng vẫn là chữ gây ảnh hưởng nhé. Và lúc này nó gây ảnh hưởng anh chị ạ, để nó thay vào áp chế. Nhưng mà cái khả năng trình độ gây ảnh hưởng còn non lắm. Cho nên sau cái giai đoạn 2 này là tất cả nó thống nhất, không thể nào sai người ta bằng cơ bắp nữa, chỉ có thể bằng phi cơ bắp. Nhưng mà cái cách gây ảnh hưởng thì nó cứ nâng dần. Còn giai đoạn này là nó đổi được, không đánh nữa, mà gây ảnh hưởng thôi. Nhưng gây ảnh hưởng bằng cách rất đơn giản. Và lần đầu tiên lãnh đạo nó chuyển thành gây ảnh hưởng bằng thuyết phục. Nghề lãnh đạo đầu tiên giai đoạn 1 là đấm. Nếu tôi là người học, tôi chỉ nhớ mỗi cái đó vì tôi có làm nghiên cứu, tôi đi điều hành mà. Đấm. Giai đoạn 2 thuyết phục. Không đấm mà thay đấm bằng thuyết phục. Như vậy lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là đấm. Lãnh đạo là gì? Lãnh đạo là thuyết phục. Và kết quả cái môn thuyết phục nó lên ngôi đỉnh cao của đỉnh cao. Nhưng rất tiếc sau này thuyết phục không thua. Vì lúc này người ta không nhận thức bằng lỗ tai, nó nhận thức bằng cái lỗ mắt. Các bạn ạ, nhận thức bằng thị giác. Mà cái dân muốn sai người ta chỉ nói. Tôi xin thưa các anh chị, ngày nay cái tai vô tác dụng. Các bạn có nói nghìn lần cũng vô tác dụng. Vì kinh tế mở cái này 4.0 nó cho phép bạn lừa người ta cái gì nữa. Bán hàng không nói câu nào mới là siêu bán hàng. Nhưng tôi dạy chắc chắn thằng cha này nó sẽ không làm. Chắc chắn luôn. Mày còn nói mày còn chết. Bởi vì người mua nó không có xi nhê gì đâu, tai nó điếc này. Các bạn ạ, nhưng tại thời điểm nó dân nó nói gì tin đấy. Cho nên thằng nào nói rẻ hơn thằng ăn nó mới sinh ra. Nói một câu được cả thiên hạ. Ngày nay nó cứ xếp này nó lên TikTok nó sủa câu đó. Mày nói đi. Mày nói bố mày để mày mua được bố mày đi. Mua được cái lông chân bố mày không xong rồi còn mua được cả thiên hạ. Mày dùng ngôn ngữ để mày lừa tao. Sao mày ngu dữ. Nhưng lúc bây giờ cái người bị lãnh đạo nó ngu thật. Cho nên người ta thay bằng đánh, người ta dùng thao túng tâm lý thông qua một ngôn từ rất đẹp đẽ gọi là lãnh đạo là thuyết phục. Vẫn thuyết phục đi nếu ngày hôm nay, nhưng nó đã từng có giá trị. Đi cưa gái bây giờ thuyết phục, xong lại dùng cái thuật ngữ cưa gái. Mày cưa cả đời cái cây nó không đổ nó con. Mày làm gì mày làm, tí nữa tôi sẽ nói. Nhưng chắc chắn lời nói là vô nghĩa cho các bạn ạ. Với một sự sụp đổ thông tin như ngày này, mày chưa nói tao đã biết. Đấy, nó dạy. Nhưng mà 20 năm trời các chị ạ, người ta đổi cái đánh thành thuyết phục vô cùng thành công. Và sai kẻ khác nhẹ như lông hồng các bạn ạ. Nhưng mà bắt đầu dân nó khôn. Nó thấy thằng này quậy không à, không thằng nào nói cái gì đúng cả. Và cái tai người ta không tin nữa. Và cái đấy là minh chứng cho trình độ người nghe nó lên rất cao các bạn ạ. TRÜNG DOANH NHân PR